Đó các bạn thấy không, mình bypass xong xuôi nè, nó vô màn hình chính. Cái máy này là để mình chỉnh cái màn hình tối cho các bạn dễ xem ha. Mời đẹp đầy đủ nha các bạn. Đó, số series nè, đã đổi số series bất kỳ nè, bypass được, email vẫn còn, badband không có mất các bạn ha, ngon lành luôn các bạn. Cái này là dành cho các bạn làm những cái alo, xin chào các bạn. Ví dụ cái máy bị quên tài khoản iCloud, khi mình kích hoạt thì nó sẽ báo kẹt ở màn hình hello nha các bạn. Những cái dòng cao thì báo khóa chủ sở hữu, còn những dòng thấp thì nó báo khóa kích hoạt ha. Những cái số email và số series nó báo đầy đủ nè, nó mới hiện cái dòng chữ như vậy nha các bạn. Còn ví dụ như những cái máy mà khi các bạn bị dính tài khoản iCloud mình kích hoạt, nó báo không thể kích hoạt, hoặc là kích hoạt lỗi, hoặc là gì đó, là hầu như là một là cái số email đã bị mất nè, hai là số series đã bị thay đổi ha. Ví dụ con máy này các bạn để ý cho mình đó, là cái số series đã bị thay đổi nè. Đó, người ta đã thay đổi bằng cái tên bất kỳ ha, tên nào người ta muốn á, người ta đã thay đổi số series gốc rồi thì nó báo không thể kích hoạt là hợp lý nha. Để mình kiểm tra coi thử máy này nó có tài khoản iCloud hay không. 6F Plus iOS khá là cao. Giờ tiến hành mình copy cái số email, mình đi kiểm tra nha các bạn. Tại số series người ta đã thay đổi rồi, mình không có kiểm tra bằng cái số series được ha. Máy này có iCloud nè. Nói chung máy này có iCloud mà người ta đổi cái số series bất kỳ rồi. Thì giờ mình xem coi thử mình bypass bằng cái số series bất kỳ nào đó có được hay không nha các bạn. Tiếp tục trở lại cái tool. Sau khi máy nhận cái tool đó, các bạn nhớ mở cái device manager lên, kiểm tra driver đầy đủ giúp mình, rồi mình chạy thôi các bạn. Thì như thường lệ, đầu tiên là các bạn phải backup cái file hello, là get hello á. Backup ở chế độ không thay đổi số series nha. Mình để số series nào đó mình bypass thử được hay không. Sau khi mà nó get cái file hello xong á, nó hỏi mình có muốn đưa vô chế độ recovery không, các bạn bấm yes nha. Các bạn nhớ cho mình là khi mình backup hello thì ở cái điện thoại ở chế độ bình thường nha các bạn, mình mới get hello được nha. Sau khi đưa vô chế độ recovery á, tiếp tục mình vô chế độ bonus DFU. Ở đây nó kêu mình đưa vô chế độ DFU nè. Những cái máy mà có phím home mà các bạn cứ nhịp nhẽ hợp lý cái phím nguồn với là phím home cho mình là được. Để giữ home với nguồn, khoảng 4 giây buông nguồn giữ home là cái máy mình đã sẽ vô DFU, cái tool nó sẽ chạy thôi các bạn. Các bạn vô không được thì vô lại ha. Nói chung hạn chế dùng cáp C nha các bạn. Nói chung mình dùng cái cáp USB A thôi, đừng có dùng cái cáp đầu C. Đầu C nó vô DFU có nhiều máy nó rất là khó vô nha. Sau khi chi vô chế độ bonus DFU thành công nè, bước số 2 là mình boot ram disk. Nhưng mà các bạn để ý cho mình là trước khi boot ram disk á thì mình kiểm tra driver lại, nó phải là đúng driver USB á thì nó mới boot được nha các bạn. Nếu mà đã sai á thì mình sửa lại thôi, không có gì hả. Chứ các bạn để cái driver DFU là nó không có boot ram disk được nha. Hầu như cái tool nào cũng vậy các bạn, nó chỉ có một cái param làm như vậy thôi. Các bạn nghe mình nói kỹ là hầu như tool nào các bạn chạy cũng được ha. Rồi giờ mình boot ram disk, đợi nó boot ram disk. Cái này là nó tải cái file ram disk trên server trực tiếp về luôn nha. Các bạn có thắc mắc gì về cái tool đó thì liên hệ với mình sẽ hỗ trợ giúp các bạn. Cái tool này thì hiện tại không có free nha các bạn. Các bạn cần làm thì mình order giúp các bạn thôi, chứ còn các bạn đòi hỏi free thì mình không có đáp ứng được nha. Sau khi boot ram disk thành công á, rồi bước số 3 là mình active hello thôi. Các bạn để ý cho mình là trên cái tab này nó có mấy cái phần chặn OTA nè, rồi block reset nè, rồi bỏ qua cái phần cài đặt luôn á, thì các bạn muốn các bạn tích vô hết luôn, rồi bấm bypass hello, rồi các bạn để cho nó bypass thôi. Awesome. Mục đích mình lên cái video này là mình đổi cái số series một cái máy bất kỳ, rồi mình bypass bằng cái số series nói chung là tào lao được hay không cho các bạn xem ha. Nói chung là vẫn ok nha các bạn. Một số máy thì mình bypass và phè luôn các bạn ơi. Phải cả đái nữa luôn. Nó đã bypass thành công nè. Các bạn đừng có rút cáp ra vội. Đợi một lát máy mình nó sẽ tự reboot lên. Rồi các bạn bấm chữ skip bỏ qua cái phần setup lúc nãy á, thì nó sẽ vô màn hình chính luôn nha. Cái này thì mình bypass nó vô màn hình chính thì mình vẫn nhập ID Apple, mình tải game, tải app rồi đầy đủ nha các bạn, không có vấn đề ha. Đó các bạn thấy không, mình bypass xong xuôi nè, nó vô màn hình chính. Cái máy này là
để mình chỉnh cái màn hình tối cho các bạn dễ xem ha. Mời đẹp đầy đủ nha các bạn. Đó, số series nè, để đổi số series bất kỳ nè mà bắt được, email vẫn còn, bắt bên không có mất các bạn ha. Ngon lành luôn các bạn. Cái này là dành cho các bạn làm những cái dạng như là cần đổi số series của máy mà mình bypass iCloud hay gì á, mình làm vẫn ok nha. Nhập ID Apple, tải game, tải app bình thường nha các bạn. Mình đã test khá là kỹ ha. Thì màn hình Hello hiện tại thì các bạn bypass dùng Wi-Fi ngon lành nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.